Quang Ai Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Đó. Thì buổi chiều nay anh em mình đến cũng hôm nay là ngày đầu tuần quý cô chú anh chị, rất là vui. Anh em mình có nhiều niềm vui, anh áo vàng thì mới nhận được 20 triệu từ cô ba đó, ở Việt Kiều nước ngoài. À, anh Niêu thì Duy Minh cũng mới vừa trao một phần quà, đó là 1 triệu đồng của chị Thí Diễm gửi cho anh Niêu. Thì quà Duy Minh cũng 1 triệu. Thì hổng gài rồi quý cô chú vậy, nhưng mà Duy Minh đến bữa nay là mới có cơ hội để trao cho anh nha. Tại vì hổng gài anh đi quay nhiều chỗ á, anh đảo về đây Duy Minh mới trao được. Thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đang xem trên kênh YouTube của Duy Minh thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nha. Đó, buổi chiều anh em nay cũng đến đông đủ nè. Thì trước khi bà con cô bác xem thì cho Duy Minh một like, một đăng ký và nhắn vào cái chuông thông báo để khi Duy Minh đăng lên những cái video á, bà con cô bác có thể là nó thông báo cho bà con cô bác xem được. Nhiều khi bà con không có nhắn vào cái chuông thông báo thì video nó không có thông báo cho bà con á. Có nhiều bà con cô bác cũng hỏi Duy Minh tại sao không thấy. Đó, thì Duy Minh cũng chỉ cho bà con cô bác ha. Đó. Nhưng mà thôi, em là nuôi quá mua 6 triệu 2 cái nha, 6, 3, 6, 5 triệu nuôi quá đó. Nuôi quá thì em mua 2 người 6 mấy triệu đó. 2 cái của anh đó hả? Ừ. Nói chiều nay anh em đầy đủ ha. Đó. Vô lâu rồi còn mộ với cái chú anh chị ơi. Giờ quá trời điện thoại rồi. Giờ phải tìm cái chỗ nào cho nó hợp lại ha. Đấy là để cái điện thoại mới được chứ giờ thấy nhiều quá. Rồi để chỗ nào đây? Chỗ đây đi. Mình đã khuyên anh dạng là nên sắp đi hỏi mắt. Đó, anh là chỗ này ha. Cái đó giờ là giờ cái đó là giờ cái đó là giờ bữa nay bất ngờ anh. Cái đó là giờ. Ồ, còn Nam nay lo mộ luôn nha. Sau khi bị cậu cũng đậu đó, cậu cũng đậu đứng dậy, anh Nam mua đường loại mới đó. Sau khi bị bên kia đập chính dậy. Ba gậy là bay kênh rồi, còn này chín gậy là bay tới 3 lần. Ba lần là đập là ba gậy là 3 tháng. Nghe gì mà đập gì không tàn, cái tàn ác như vậy đập được 9 gậy cả năm luôn á. Không bay tới 3 lần, bay kênh 3 lần. Mà có 1 kênh là còn. Hả? Cậu Nam cũng bảo cậu Nam mua điện thoại mới, sim mới luôn đó. Vô vậy, vô vậy. Là anh sẽ cập nhật bà con cô bác mà khi về ủng hộ cho con. Rồi anh Nam lại đây coi. Lại đây. À, giới thiệu cho bà con cô bác, đây là anh Nam, anh cũng là đã từng bị đập gậy 9 cây gậy. Đó, nhưng cái trước là bị anh Vũ Linh gỡ gậy rồi. Okay. cái đó luôn đấy, cái luôn hả? Cái đó luôn rồi chín cây luôn. Hôm nay là anh Nam đến đây lao mộ cho chú. Nếu mà bà con cô bác yêu quý anh thì có thể là đăng ký kênh của anh là Nam 379 Bình Dương. Anh mới lập có mấy chục người đăng ký thôi, bà con cô bác ủng hộ anh nha. Anh Nam mà cứ đóng chốt ở dưới shop chị ông Non đi là anh Nam sẽ có quyền nhiều. Qua wow. Đúng rồi. anh lao chú. Anh Nam em chỉ anh làm sao là hỏi 9 gậy đâu phải 18 gậy gấp bên kia đúng không? Anh qua bên kia. Qua giới thiệu cho bà con luôn, hôm trước là hôm qua anh Nam cũng là mua nhân dịp cái ngày mà chị Hồng Loan khai trương, ảnh cũng là mua một cái lãng hoa để là tặng chị Hồng Loan trong cái ngày là khai trương shop mỹ phẩm. Quên nói đó. Cái lãng hoa mới nhớ, hôm qua nó gắn cái chữ gì lên cho anh mà anh kêu nó tháo xuống. Nó gắn lộn, ổng điện rồi kiểm tra. Ông nói anh Nam nói đi. Này này. Khi mà nó có một cái này là khi mà mình kiểm tra lại bảo là ghi là mừng khai trương đại hồng pháp, thế là nó bảo ô đấy mà thôi không được thay lại chữ nhỏ đó ẩu quá trời, ta không hỏi người ta dám ghi lên. nó chưa ghi tờ giấy để nó đặt cái bọn kia ghi tờ giấy thôi. Nhờ anh nào anh kỹ kiểm tra là không mới là chết rồi nha. Lúc đó mà không kiểm tra lại đem xuống cái trời đất ơi. Kính biến.
Sang dặn trước ta làm. Đâu dặn chứ. Không, nó chưa ghi. Chưa ghi. Tức là mình mới vừa mới ghi ra tờ giấy. Rồi đó. Thằng làm bông này cũng giống như mai quá ha. Ừ. Mai của ông ca gì. Của mình đại ha. À đây mình like chim nha. Có mai đóng đem hoa lại. Để là anh bảy gà. Khúc đó mà anh bảy gà. Rồi. Một đường máy. Một đường máy. Quá máy à quý cô chú anh chị. Anh em mình nhờ lao chỗ cái hết hết luôn rồi. Nhờ người chỗ lao hết luôn rồi. Bữa nay đông quá quý cô chú anh chị. À, nay là ngày đầu tuần nhưng mà giờ đông vui nha. Ngày đông vui á. Tại vì cái áo vàng cũng mới nhận được lọc á của chị. À. Đây là mấy anh em là ai cũng nhận được lọc là vui vẻ hết nha. Chúc mừng hết nha. Chúc mừng mấy anh em hết nha. Có người nhận người không anh ơi, phải nói là anh em nào nhận. Có người nhận người không á. Ông ấy nhận hết. Anh bao nhiêu? Có nhận hết nhưng mà người nhận, nói chung là có nhận là được rồi. Thì đó, nhưng mà anh nói cho nó, để khán giả nói, ủa anh em nhận hết rồi không? Em mua 31 triệu chứ. 23, được rồi. Bây giờ 24 là không bán cả bà con. Rồi. Thôi bây giờ qua La Mậu, cô quẹ nè mọi người. Dạ, ông anh chị bà con. Thôi, chúng nhau vô chậu đi. Đó bây giờ xong ha, tới là thôi giờ anh Nam cũng vui vẻ nha. Vậy chết có xài được đâu mà bỏ, không bỏ đó, nó chích ngắt rồi, tắt luôn rồi, chích ngắt rồi, mà giờ em hỏi một câu anh Nêu thật tình luôn nè, anh nghĩ là bên đó là ai đánh cái đó? Nó báo trong Gmail có mà, Gmail có ai không? Trong Gmail có. Có ai đánh nữa tên anh đâu biết, anh chưa coi, anh chưa coi bà. Ý là anh suy nghĩ là do là bên net hay là bên ấy. Thường thường là những cái kênh đó bên âm nhạc á. Bên âm nhạc thì mình xóa bỏ bình thường mà. Còn nó tự đánh mới sợ, còn nó đánh bình thường anh đi mình đăng lên dính âm nhạc mình các mình bỏ bình thường. Như là bên đó là mail là gửi sao anh nào? Bên nào có mail á, bên nào biết ra mail đó. Mail á, mail á. Đúng như mình lưỡi gì là cái mail á nó gửi cho anh á. Cái mail mà nó gửi nó quýnh anh á. Nó gửi là do công ty company. Cái gì? Cái mail của đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình về. Một mình về hả? Công ty trách nhiệm. Đấy là anh phải đọc cái Gmail là anh sẽ hiểu được là ai quýnh. Chính vậy từ con ve. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình ve gửi yêu cầu gỡ. Rồi đến rồi. Cái nội dung yeah. Về đó là nó có trong cái Gmail đó. Đúng rồi, trong cái Gmail á. Nhưng mà quan trọng là anh nội dung phạm bản quyền là bài hát. Nội dung phạm bản quyền là bài hát Hoa Bồ Đề Nở. Do cậu Năm hát. Do cậu Năm hát mà bình thường. Cậu Năm hát nhưng mà bị công ty trách nhiệm hữu hạn một mình ve nó đánh. Là cam hả? Anh cũng là cam luôn coi. Là cam buổi chiều nghe quý cô chú anh chị cho nó đẹp nha. Đó. Đó, buổi chiều từ ở trên mà quay xuống mộ của chú đẹp lắm á quý cô chú anh chị. Đó. Hôm nay là vì mình thấy có cái chú rồng ha. Bữa nay sơm sung túc quá quý cô chú anh chị. Phải nói là bên đây à, lúc đó nó còi cọc luôn, bây giờ bữa nay là nó lên dày bệnh luôn này nha. Đó, hôm nay lên rất là dày bệnh luôn ha. Có lý rồi đó. À, tốt, càng ngày càng tốt quý cô chú anh chị. Nhìn nó phát triển rồi đó. Có cái này thì sao nó rụng. À cái này là do là nó rụng bông. Rụng bông à. Còn ở dưới những cái cây mà lẽ bạn ở trên lỗ âm dương của chú thì vì mình thấy cái nó phát cái tàn tua tủa ra cũng rất là nhiều ha quý cô chú anh chị. Thì mấy anh em cũng lau dọn hết rồi thì mình thay phiên nhau mình thắp hương ha. Bài là cam ở một
Có cây của ai ngay chính giữa luôn trời. Cây của ai à? Hả? Đó bây giờ mấy anh em mình sẽ thay phiên nhau thắp hương à, chú ha quý chú anh chị. Ai đã hẹn vợ thề để gọi là mối duyên thơ, gà đi chẳng giá từ ngày em thay áo, áo hoa pháo đỏ hiu nông, có ai nát cả cõi lòng đứng nhìn em bước theo trong. Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật. Nam mô A Di Phật. Nam mô A Di Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2024, năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Di Minh Vlog. Thắp nén hương trình giữa các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất ra viên trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nghĩa trang ngôi viên Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tinh thật Võ Văn Ngoan có phải danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão hưởng thọ 66 tuổi. Buổi chiều nay Duy Minh xin thắp ba nén hương này, xin cầu nguyện cho chú các chư vị đây độ cho tất cả các anh em ai đến đây quay em mộ chú được bà con cô bác yêu quý ủng hộ để giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác để có đồng ngăn đồng tiền để là sau này đi làm những cái việc ý nghĩa để là hồi hướng công đức cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xin các chư vị thủ thần tổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nghệ trang quay Diêm Bình Dương chứng nhận dùm tấm lòng của Duy Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đốt có điếu thuốc luôn. Cô Hoa cô dặn như mình đốt dùm một điếu thuốc cho chú với các chư vị ở đây dùng ha. Nam mô A Di Đà Phật. Chư vị dùng ha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thế Chí Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Anh em mình cũng xong ha, thì Duy Minh cũng xin đi đốt thắp hương xung quanh ha quý cô chú anh chị. Ủa cái nhang nào dài dài đâu em? Rồng hả? Rồng bay thì phụng múa. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai mươi, hai mươi chín, hai mươi hai, hai mươi bốn, sáu, hai mươi bảy, chín. Chung là ai ở đây cũng được là chú độ với cái chú anh chị, không có tiền cũng có view, mà không có view thì cũng có quà. Đó. À, như vậy là cũng rất là mừng quý cái chú anh chị. Quan trọng là mấy anh em mình ở đây chia sẻ thì đó, có cái sự mà gắn kết lẫn nhau đó. Mình chia sẻ vui vẻ để cùng nhau để xây dựng mộ của chú cho nó được là
đẹp thêm để cho bà con cô bác khi mà đến đây cảm thấy được một cái sự thoải mái đó, thì người ta mới đến được nhiều và mới thắp hương cho chú mới có phước, mới có phước nhiều đó. Chú có phước nhiều thì mấy anh em mình cũng được hưởng phước. Mình nói thì nói phân tích cái gì thôi, chứ anh em mình thì chia sẻ ở đây thì cầu mong cho chú được giảng sanh thôi đó, về dưới đất Phật mau mau phục vị lại. Nam mô A Di Đà Phật. Giống như mình đi thắp hương xung quanh đây nè, các chư vị đây, các nghệ sĩ đây, thì mình cũng góp phần xây dựng lên cái phúc đức cho chú Vũ Linh. Tại vì nhờ có chú Vũ Linh mà mấy anh em mình biết đến những ngôi mộ của các nghệ sĩ đây. Nam mô A Di Phật. Rồi mình gieo, nhờ chú mà gieo duyên đi thắp hương cho tất cả các hương linh ở đây gần mộ chú. Nam mô A Di Đà Phật. Chú Thanh Tú nè, đây là cô nghệ sĩ nhân dân Thanh Thiên Hoại. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú Tư Còn ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Là Sòn Giả Nhị Kiều. Nam mô A Di Phật. Chú Nguyễn Văn Tấn nè. Phúc đức ông bà cao như núi, công cha nghĩa mẹ từ biển Đông. Cây mọc có cội con nên nhớ, nước chảy có nguồn trái chú quên. Đây là những câu phải nói là thơ rất hay ở trên mộ của chú Tấn ha. Còn bên đây là mộ của là đạo diễn Lê Văn, đạo diễn điện ảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng với là bà phu nhân của chú, đó là cô Phụng Thanh. Phải nói là Nam mô A Di Đà Phật. Đây là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang là Nam mô A Di Đà Phật, là một cái người đàn anh của là chú Vũ Linh, mà chú Vũ Linh cũng thường nhắc đến chú rất là nhiều luôn. Nam mô A Di Đà Phật, giống như là một người anh của mình đi trước. Nam mô A Di Đà Phật. Đã tạo điều kiện cho là chú là ký hợp đồng với một cái công ty mà chú rất là vui, cho nên là chú cứ nhắc hoài, thọ ơn chú nhớ ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Chú Vũ Linh ông nhớ ơn chú Thanh Sang á, cho nên là ông mỗi lần mà ông nhậu vô vài ly bia nhâm nhi cùng với những người bạn như anh em á của chú là chú đều nhắc chú Thanh Sang à. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là Quái Kiệt Tòng Sơn. Còn đây là Thiện Tiên Vlog. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là cô Bích Lăng. Cô Bích Lăng là vợ của chú nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển đó quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nhà thờ Ngô Anh Chương ha. Ăn dắt nghìn thu dự bùi chăn, bạn bè thăm quyến ấm lòng nhân, sanh tiền bạn hữu bà con quý, quê chốn tiền đài vọng cổ nhân. Viễn khách đến đây cho nhắn gỡ, đôi lời thăm hỏi đến người thân. Âm dương đôi ngã đành xa cách, xin gỡ đôi lời cảm tạ anh Trương. Không phải nói là cái thơ rất là ý nghĩa luôn ha. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển. Ông là người đã từng đạt kỷ lục Guinness, người đóng vai phụ nhiều nhất phim Việt Nam ha quý anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nhạc sĩ Vinh Sử. Nhạc sĩ Vinh Sử thì có rất là nhiều ca khúc nổi tiếng như nha. Nhận cỏ cho em, không giờ rồi, đêm lang thang, gọi cội trẻ tim, nhành cây trứng cá, chiều nước lũ, yêu người trong vách. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là Nỗi Buồn Qua Phượng. Nhắc đến Nỗi Buồn Qua Phượng thì không ai biết đến là nhạc sĩ, không ai mà không biết đến nhạc sĩ Thanh Sơn. Đó, nó có hoa phượng thì Di Minh quay cây hoa phượng cho bà con xem nè. Đó, thấy chưa? Hoa phượng là còn gọi là cây đẹp đó quý anh chị, hoa đẹp đó. Chưa Di Minh đi học gì hay trèo lên cây đẹp đó bụng quá. Trèo lên cây đẹp bẻ đẹp ăn, bẻ những cái bông á. Cái bông này cái rất là ngon, và chơi đá gà nữa. Chơi đá gà cái nhĩ á.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cô Thanh Nguyệt ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là nhạc sĩ Văn Tý. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là nhạc sĩ Trương Sơn Hải nè. Đó, mình đã đi thắp hết tất cả các hương linh ở gần mộ của nhạc sĩ ưu tú Vũ Linh này ha. Hello chị Tiên. Khi mà thắp hương xong anh Ngọc buổi chiều nay tứ cây cho chú. Hai ngày rồi chưa tứ. Đó, do là đi hỗ trợ chị không lâu ha. Bữa nay là mấy rồng nó ra cũng tốt rồi đó anh. Rồng bữa nay là ra tốt ha. Nhắc đến những chú rồng này là những phải nói là nhắc đến là những cái câu chuyện phải nói là kỷ niệm, không phải nói là những cái câu chuyện kỷ niệm ha. Hello anh, đi đâu hả? Kiếm chè ăn hả? Hôm nay là tươi tốt ha. Còn đây là hai cái chậu hoa lan của là cô Năm Lăng nghe quý cái chú gì? Hai cái hoa lan màu vàng với là màu vàng với là màu tím. Và hai cái trái dưa lứ này chắc mai thỉnh đi anh ơi. Hai trái dưa lứ này là của chị không lâu này, chỉ đem lên ngay buổi thứ bảy. Rồi cũng 2 ngày đó quý vị, 2 ngày đó. Chảy thuốc rồi ha. Sử dụng cái thấy mát mẻ ha. Giờ này nắng lắm quý cô chú anh chị. Hồi sớm tưởng nó là mưa rồi. Chờ mưa mớ mấy hộp, mấy anh em chuẩn bị dù này kia hết trơn rồi. Xong cái ông tạnh mưa. Đó. Rồi cái anh nêu tới trao tiền cho anh áo vàng cái hết mưa luôn. Đó quý cô chú anh chị. Làm mấy anh em chuẩn bị là đón cái cơn mưa. Phải nói là rất là háo hức luôn. Đón cơn mưa là đầu mùa ở tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Linh. Mớ lâm râm râm là mấy anh em thấy trong mình trong mẩy là mát mẻ rồi đó. Chuẩn bị dù này kia đồ dữ dằn lắm. Xong rồi ông tạnh mưa ngang luôn quý chú vậy. Làm là mấy anh em là cục hứng luôn. Sạn dù đứng sẵn luôn. Quay một cái cơn mưa ở đây cho nó mát mẻ. Thôi không sao. Bữa nay ông mua thì ngày mai ông mua quý chú vậy. Hải nó chứ để làm sao giờ nữa. Hôm nay mua mai mua hết Hải. Chứ sao giờ nữa. Đó. Đó, thì mua xuống đám đi quý cô chú anh chị cho là mát mẻ hôm gài. Như mình xem mấy cái clip mà ông Tôn Ngộ Không là ông lên trển ông báo cáo với là mà Ngọc Hoàng là nói là hôm gài sao mà ông không cho mưa. Thì mấy cái ông lính ở ngoài á, mấy ông chặn lại. Ông nói là mấy ông nắng á, thì mấy ông kêu mưa. Mà mưa quá thì mấy ông kêu đừng mưa nữa. Cô Thu làm ơn nói với cô Sưng. Sao? Cô Sưng nói lại với cô Đông. Cô Sưng đó. Nói với bé Hạ. Bé Hạ hô đừng có làm quá. Bé Hạ làm quá. Chịu không nổi. Cái đó là clip khác nữa. Đó, còn ông Tô không mà khác nữa quý vị. Tiếu nó như là mấy cái clip hài hài á. Nói là mấy ông nói mưa quá thì
lầy lọ đi đi nhậu không được, mà nắng quá mẹ ông cũng la đó. Thôi vậy những cái clip hài hài xem cũng tiếu. Nhiều khi mình đi quay nè quý cô chị nguyên một ngày chờ á, cái mình về mình xem là những cái video hài nó cũng mắc cười đó, cũng vui đó. Thì cuối cùng sau khi ông Tài Thiên Đại Thánh ông lên trển ông báo cáo thì đã có những cái cơn mưa lác đác gần đây, nhưng mà chưa có ngay cái chỗ trung tâm, ngay chỗ mộ của chú, cho nên là mấy anh em ở đây cũng còn hơi nóng nực. Mà những cái điều nóng nực nhiều khi anh em nói tùm lum tùm la thì mong con cô bác cũng bỏ qua giùm đó, có lỡ lợ thì mong bỏ qua giùm ha. Chứ nắng quá nhiều khi nó nóng quá quý cô chú anh chị, nó cái dây nó căng lên là nó lộn xộn. Mà con bác cũng thông cảm giùm nha đó. Thì là Duy Minh cũng thông báo với bà con cô bác luôn là hồi trưa giờ là Duy Minh cũng được rất là nhiều cái số điện thoại của những khán giả của Duy Minh là yêu thương chị Hồng Loan và hỏi thăm về cái số điện thoại của chị Hồng Loan để bán hàng. Thì Duy Minh để tìm lại cái số ha, cho đọc lại cái số cho bà con cô bác xem, để cho bà con cô bác khỏi phải là hỏi nữa. Đây này, để mình ghi hình vô đây luôn cho bà con cô bác xem nè. Đây, cái số hotline gì mình quay gõ ra lên cái biển này đó quý chú anh chị nè. Không, số dưới là tư vấn là 0924 808 080. Điện ngay cái shop của chị Hồng Loan nha. Đó quý anh chị đó. Bà con cô bác nào mà nếu mà cảm thấy đọc không kịp thì bấm vô cái màn hình cho nó dừng cái video lại, rồi mình ghi số và mình gọi trực tiếp nha quý cô chú anh chị. Duy Minh rất là cảm ơn, cảm ơn bà con lâu bác đã ủng hộ chị Hồng Loan cũng như là ủng hộ xem video của Duy Minh nha. Duy Minh chào bà con cô bác đừng quên nhấn like cũng như đăng ký và nhấn vào cái chuông thông báo để là nhận những cái video mới nhất ở Tài Màu Nghệ Sĩ Ưu Tú Du Linh. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con, chúc cho bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, làm ăn phát tài.